Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay chờ hơn chiều các bạn. Các bạn biết sao hôm nay bánh tôi quay trễ không ạ? Đợi nghỉ với mình rồi các bạn. Mà không nào ra hết. Nãy đợi giờ không thấy nào ra chứ. Mà sự việc hồi qua mấy bạn cũng biết rồi đó. Buồn. Anh em tụi em không cũng có lộn, có ngàn ha, có mấy trăm ngàn, có nhiều tiền đâu cũng để lộn, có lộn với nhau. Nói chung là nó trẻ chưa trải sự đời các bạn. Nói chung cũng chưa có trải đời mà cái tính nó còn nông nổi quá các bạn. Thì nói vậy đó. Hải thì đang trong show bếp các bạn. Thì hôm nay còn ba anh em mình cầm cam anh quay xong mà hỏi Hải bữa nay có làm ẩm thực hay là nói chung là bữa nay chắc cho cũng được, không có cảm xúc để cho. Đúng rồi. Bây giờ vô trọng hỏi Hải thử đi. Ha. Đi kiếm cách giải quyết. Lời nói ra là không thể rút lại được. Nói cái gì là phải suy nghĩ đàng hoàng. Tình cảm sức mẻ mình cũng không có bù đắp lại được. Hôm qua mấy anh chọc quá. Cổ gì vậy? Anh Hải. Ngủ kìa. Chết kìa, nó ngủ đâu. Anh ơi, giờ sao? Mấy ảnh không ai ra hết trơn rồi. Hồi nãy tôi béo cái điện đó không tôi bắt? Có. Bắt má không? Nó có mình nó quay. Nó có mình. Điện nghẽ ra đi. Nè. Nó không có mình. Điện như coi chuyện nó ra. Cái gà nhỉ sao? Có cái chất thuốc gì chưa? Chất dầu. Mà anh thấy vậy coi. Nó ngầm dán nó mặc ra đem chuyển nhanh chứ không nhỉ? Đổ quay rồi. Đi đồ lên. Đi bộ đại đi. Dạ anh. Dạ. Còn anh. Ăn gì chưa? Không quay thấy buồn nên sao mơ gì muốn đi ra quay hỏi anh bữa nay có quay gì không? Lỡ quá cho lỡ luôn. Sao thì mỗi cổ cũng chết rồi. Bữa nay hết nắng luôn mà hay nói chưa ra. Tối tôi báo xuống hầm không? Hả? Tối xuống hầm không? Không. Tối tôi em ở nhà. Nghe rủ em vô uống phê. Vụ đó vụ gì mà sao lu bu quá vậy? Chuyện bạn sao rồi? Em biết hai hàng nó đâu. Biết gì không? Hai nó. Thì hai nó mượn qua mượn lại nha. Vụ gì ba vụ tiền cũng liên quan với nhau anh em. Hai nó sao ông nội ơi? Mấy ông gà mấy nó hai nó muốn sực nhau rồi. Mà tiền bạc thì hello. Nghe anh ơi. Đâu vậy? Đến nhà. Đến nhà có chuyện nè, đến đi. Đến đâu anh? Nhà tao nè. Có nghĩa đó không? Không. Rồi ok, anh trước lên. Lên liền đi. Rồi, lên liền. Đang đó mình định với anh nè, nói này kia. Nói thôi anh em gì cái nhận tiếng đi. Vợ chồng cái lộn nhau nữa mà, đừng nói gì anh em. Không hiểu nổi hai thằng đó giờ nó có gì đâu mà tao không tin là gì ra nó hỏi nó luôn. Qua đây tao còn chưa tin. Đúng rồi. Trời ơi, ở dưới cây Minh Thiên cây làm củi đó tao thấy nó nhìn cái cây tao nghĩa tao thấy nó gì lắm rồi đây nè. Tôi đây ngồi nè, lột nón ra mày nó lên lấy ghế cho ngồi cái ghế đó kìa. Chị nặng quà nó coi. Trời lấy ghế cho ngồi kìa. Ghế được chạy.
điều gì vậy? Nè, tiền bạc sao? Tao không trả rồi, giờ thôi. Người ta trả được nào à? Gỡ. Gỡ trả hả? Gỡ tướng thú trả nó. Sao không mới tiền mượn tao thì mượn nói chi ra lại. Tại bà ổng đại đi chung nó hoài, lỡ mượn nó luôn, nó gặn nó, có tiền thì mượn nó luôn. Người đi đi sủa hả? Tối giờ có quen ai đâu sủa nổi. Thì thế sao? Cầm nước gì kìa? Rồi. Tại mở công việc. Rồi có muốn giải quà không? Thái độ coi thái độ sao chứ, thái độ như thế nào cũng phải giải hòa hết trơn chứ không phải thái độ. Lỡ mai nó chịu giải rồi sao? Cái gì cũng phải, không phải cái gì thì ép buộc được, cái này phải ép buộc thôi được. Tại vì anh em sống em thì muốn giải hòa đó, tại vì anh em cũng ở chung với nhau từ nhỏ tới lớn, thì đi chung nhau nhỏ tới lớn, lát cái chuyện đó mình đi dặn hoài. Tại em dặn quá thì em mới làm vậy thôi. Dặn vụ tiền bạc với anh em thấy rồi xong rồi, thì để coi lát coi. Ấy đi, tôi ngồi ấy đi, tôi điện nó ra, nghe. Làm sao? Điện ra thì có gì nói chuyện. Ừ, tới giờ điện máy bay gì anh em đây có vui không? Anh nói có gì vụ hai thằng nó ăn tiếng thôi chứ chơi hai thằng sực lộn nhau rồi. Mà hai nó là chơi đầu óc chơi ói nhau rồi. Tụi mày quýt lộn gì về châu bò hút nhau về rồi bổ chích quan hay gì? Bữa nay đơn cổ quýt đi đâu, giết cổ. Thôi để nãy tao điện nó rồi, để một chút nó ra không tao lôi bộ ra, xe hư rồi chị. Anh em ngồi nói chuyện với nhau chứ đụng tay đụng chân cũng đâu được gì. Lỡ ngày qua không có tao, mấy anh tao đó rồi sao? À, cầm lộn chấm lộn nha, điên cái gì. Nóng quá nóng thì mới làm thôi chứ giờ phải mày nóng là mày hay đâu, mày nóng mày kìm được mày mấy anh hùng. Mà tao không tin hai mày vậy, tao không tin, tối ngày qua tao chưa tin. Quay vlog chung cũng hai thằng. Tạo cái kênh ra thì cũng hai thằng làm với nhau. Xích mít gì đó, mắc mục gì nói. Chơi trong mày video mày lỗi ra coi, mày đứng gì thì đứng nó hoài á. Lẹ ra đi, cái nhắm hoài. Rồi đây ngồi đi. Mà anh không có à. Thì nãy là... lên, tao không kêu lên đâu. Lên với quà nè, xuống rồi, xuống coi. À đi ngồi, cái bé qua đó ngồi, tới vô đây coi đâu rồi. Ừ. Hai thằng tiền bạc xong hết chưa? Lên đi. Thì nó quá thiếu mình tiền gì đó. Không mà, tối được kêu tướng thú trả nó rồi đó, xong rồi đó. Tối mày nghe, còn có nhiêu ở đâu. Không lẽ nó bay không đợi ông Quy về. Vì rồi lỡ cái đèn có một chuyện rồi sao, không lẽ bắt tao làm mình nên. Có gì đâu, bình thường mà. Bình thường cái gì, tao thấy quá bình thường. Không bình thường chút nào hết chứ. Thì lâu lâu anh em có lục đục cái chuyện tiền bạc thôi, có gì đâu. À lục đục cái chuyện gì, dụ mà tiền gái uống tiền bạc rồi thì không được đó nha. Gì cái. Anh Quy nó nói chổng mà thấy anh em ở ngoài vậy cũng có vui đâu. Gỡ về súng AK nã không phải chết. Bắt hết. Đi cải tạo. Mình đưa giết ai hay gì cải tạo. Thì tiền bạc vụ tiền bạc cũng xong xuôi hết trơn rồi đó. Ừ. Nó nói rồi, cái là hứa quan trọng, nó hứa rồi gì đã chứ. Ví dụ mà nó mua biết là vậy nhưng mà chắc nhảy cũng có vụ kẹt này kia, nó mới dễ phải không? Ừ. Chứ đám mà đám thì cậy qua tao trả sao không chịu. Ừ. Trả nhảy rồi. Cứ theo đúng bắt được hứa. Tại vì người ta muốn nó tự tay trả. Nó có thiệt, nói chung là phải mình phải nói gì. Nó hứa ở ngoài thì mình nên có lòng tự trọng thì đúng. Mà anh em trong nhà cho không hứa một hai lần đâu chết chóc mới kiếm con cỏ gì đâu, đúng không? Tại vì anh em trong này thằng nào cũng nghèo hết á, nói này nào cũng có tiền ăn tiền uống để dành. Tại vì ba vài 300 ngàn cái chục triệu thì cũng có, mà vài 300 ngàn thì khó chứ có chi sớm nghèo được mà. Đã gì tiền này kia mình làm gì? Tao giờ nói gì nè, hai thằng giải quà đi. Có gì à, hai thằng ôm nhau nói chuyện. Chứ giờ không lẽ xích mít hoài vậy. Lo kiếm tiền chứ đừng kiếm chuyện với mấy ba ô. Không thôi em có gì đâu. Không có gì ngang qua làm sao vậy? Không thôi. Thường gì? Người cái này không chịu ra quay. Có đâu? Ngày qua không có mấy anh tao còn sao? Hai thằng lâm lộn nhau hả? Không ai hỏi được đây. Rồi đây là ở đâu? Đây nè, có chuyện nè. Ừ.
chuyện bình thường mà anh. Đem lem đầu tao với con Sưng mày ngồi mà nói chuyện. Trời, nói gì không? Qua đi anh. Đem đầu sao ngồi được? Nói đi. Rồi hai thằng của nó gì nói đây tới giữa cho nó can, gì biết được nó can. Chứ bên tao không can được. Qua nói gì đâu, nói tại tại nó nhiều thôi, nó nhiều quá trời rồi, nói hít ngứa lỗ tai quá trời. Này thì cái tính nó nhây đó, giờ còn mày cái bệnh cũng vậy đó. Mình cũng nóng tính thiệt, cái thằng Huy đấy thằng nóng nhất luôn. Mà đó giờ tại sao người ta kiềm chế được? Tại vì chỉ với tao tao nói em cũng kiềm chế được vậy. Kiềm chế được. Mày kiềm chế lên đầu tao á. Mày qua mày quýt lộn hai thằng á, châu bò nhau vùi mũi giữa chết. Chỗ mấy cái phụng ngồi coi tụng ngữ gì trời. Giờ là tiền bạc xong xuôi hết đúng không? Xong rồi. Cái lộn gì nữa mấy ba. Xong rồi mà làm gì cái ghê mày. Rồi hai thằng lòng quà nghe. Không có gì hết. Giờ muốn sao? Hỏi coi. Hỏi. Muốn sao? Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Rồi đó. Vậy đó. Vô đi hả? Kết thúc đi. Mày kết thúc video đi. Kết thúc đi. Kết thúc đi. Không vậy. Hai mình đâu kết thúc đi. Có gì là quà đó hả? Vậy rồi, hai thằng không nhau. Hai tôi đâu. Chạy. Bắt nó lại rồi nè. Mày khai thiệt á, hai người giỡn chủ gì vậy? Tao tao. Hả? Đó 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 đó. Cũng gì? Hai tao cho anh mà. Đó nè, đó nè. Ê. Ấy, 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 cứu bồ, cứu bồ. Quýnh đồn tổ mày đâu? Không có, tại không, không, không phải đâu. Tại anh thương anh em mới đỡ dùm. Một ngày qua anh nằm nghiêng không được luôn nè. Hôm qua cái vắng nó mục rồi. Quýnh nhẹ cái nó gãy rồi mà tại biết sao. Má sợ tấm giác có sẵn rồi đó. Quýnh gì nè phải không? Ông nghĩ sao hai tôi đàn nào mà quýnh lộn nha trời. Tiền bạc hai tôi vừa mới ăn mì ý xong làm tủ sách xong tình cảm anh em cá ông sụm mới chưa không mờ ai chưa. Cái thằng má này là chị đây. Hai tôi tiền bạc đó giờ xài có nhiêu xài nhiêu. Chứ đòi hỏi. Ủa hai mày diễn phim hành động hả? Làm hôm qua giờ. Trong lấy sao đen hay gì? Lo mất ăn mất ngủ. Qua đợi rồi hành động. Cây hành động lại cái đầu mình mất rồi. Cây hành động cây dễ lên. Giá một ông nổi lên nữa đâu mày nữa. Thẳng tay đi. Mày chạy dưới rồi lấy miếng giấy tao thử cái mụn không? Lỡ cái miếng. Tao làm mày 5 giây cũng chưa gãy nữa. Hỏi. Là ông thử miếng này nó không có mụn. Bảy rồi. Sao? Bảy à? Đâu rồi đâu phải. Đúng rồi. Nó mụn. Nó mụn. Ơi. Nó mụn. À nó mụn. Rồi đừng đây. Nó hết mụn rồi. Cái này mà, cái này mà không chết đâu. Mà nó chuyện cho tụi nó chào mặt thôi trời. Hai mẹ sao? Qua đây cậu chó. Tụi nó nghe nè. Hai tôi tích cái vụ mà ha, nằm ngủ mà ngủ nó thúi. Yên căng rồi tiếng giá ngoài không có lại bậy rồi đó tiếng căng rồi tiếng căng vô đầy mạnh cho là nó ăn tôi ăn nhậu rồi xây vẫn xây mình cứ xây chung nói chuyện đó mày cầm cam cho nó rồi là ai đó ai nói vậy giờ qua là thấy ghê đây anh xin động qua nay phim hay quá biết coi tôi đây làm gì qua là qua những gì ra ai đi không quýnh một cái gãy rồi tính quýnh thêm cái nữa nó là hai cái luôn vậy để bây giờ quýnh đợi đi kiếm kiếm Đà đi nội tức là nội cái miếng da ngày qua không phải miếng giá mà miếng da làm cái chắc mà không nghĩ đây đâu miếng giá cái đầu tét luôn mà không nghĩ đây đâu miếng giá có sẵn gì không đó giờ tao thắc mắc là tại sao miếng giá làm nó có sẵn mà ông nghi vấn cũng đúng hai ngày đóng phim thiệt chứ qua tao nói hai thằng không có gì trơn á mà hai thằng cái gì đóng phim hành động được chưa giỏi giỏi ok rồi bọn anh em đóng tâm lý sao đen nè mới anh tôi làm cái đời làm cái tầm đời gãy đầu cái đời vì cũng bị cho nghĩ sao hai tôi đời nào mà đi quýnh lộn mà đòi tiền đây coi mày hạnh phúc được bao lâu tết mà nói không nên là rồi không tao nghĩ là hai nó còn nít quýnh lộn làm gì ra chơi với mày nữa tức lắm mày tức cái lần rồi cái gì đâu tức trời thì giờ tới trên đầu đi nè anh không hiểu nổi biết sao không thì cho người ta vậy thì người ta cho anh đợi vậy không nổi mình cho anh thôi bà ơi mày cầm mồm đi cho anh thôi cách cho anh thôi bạn chứ thật ra tình cảm anh em của tôi là phải nãy đứng nãy phải là không can mà để có hai này làm cái gì nữa chứ ngày qua nay can là bị hoài rồi đứng lại làm nào mà. Giờ mày muốn gì kết thúc đi tạm thấy ghê lắm hay hay chứ người đồng tay áo tuyệt vời
Ủa tao không đưa khỉ dòm nhà. Bữa nay nói gì văn thơ cũng vô đâu. công anh bóng cát chưa còn đó tới nữa còn bay còn lớn còn dò lên cây bất chú quay trời giống mà. À, bây giờ anh em có viền dân phải không? Không có không sao sao cái nó bây giờ đi ra đây ra đây mày chạy cái từ này có nhau không à kết thôi sức đầu nhịn có sức đầu nhịn kết đây rồi solo liền ra đây rồi mày mốt quá mày hốt quá hài lộn thiệt có đâm lộn thiệt đúng không tao tưởng giỡn cái đồng có càng dạ trong cái chợ tốn tốn tiền ngăn đèn nữa giống như đâm lòi ruột tao rồi tao ngủ mà đâm đi đâu đó mà có lỡ đâm mày hớt hớt rồi tao bớt mũi cho mày chết cho rồi ngủ biết đâm lòi ruột tại vì cho thấy đau thôi thấy cái cây máu gần nửa cây á nó tưởng nó lâm lòi ruột ra ngoài luôn thêm cái miếng trước nó đâm cái nhọn nhọn đâm vô tưởng thiệt thôi anh đang dễ ổn áp rồi dễ ổn bạo dễ ổn bạo đang suy nghĩ trò cho anh tiếp theo này. Yeah dễ ổn bạo thôi bây giờ mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi. Tao tức lắm mày tức làm gì với nhau nó tao có tức thiệt anh em tức cái gì không làm gì ba chơi vậy thôi. Lấy giá quá lợi. Lấy giá quá lợi phải không? Dạ. Giờ ra solo sắp lát cà Lazada đi. Cái này là như là cái đinh đinh ba vậy. Lát cà Lazada. Cái này là cái đinh ba nè ông nội là ba cái đinh. Ba cái đinh. Ba cái đinh. Rồi còn hai cây à. Gì ai đá vậy? Có đinh thiệt. Rồi anh Minh nãy ra mừng quá trời. Thôi có sáng tôi đá quần luôn. Anh em nhau không? Có đi đâu thì cho anh đi giảng bạo. Giảng bạo. Bỏ đi. Ta là rồi tôi mà cạo đầu vậy. Không sao anh em được rồi. Rồi ổng áp rồi đó. Ổng áp rồi. Chạy mày nữa. Hết không? Tức không vậy? Tức không? Thôi à. Bây giờ mình sẽ cái đó bây giờ mày à. Bây giờ mình sẽ đâu đi. Cắt đi rồi thử. Bye. 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 Bye